Xã Đan Trường vừa tổng kết thực hiện các nhiệm vụ và công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, trưởng công an huyện cùng dự. Năm 2021, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Đan Trường đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt 24,4 tỷ đồng. Công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa xã hội an ninh quốc phòng và phòng chống Covid được thực hiện đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trong năm, Đan Trường đã tổ chức hai đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến 1.140 m2 đất, hơn 1.000 m tường rào, mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng thôn Trường Thủy, Trường Hoa, Trường Tỉnh, đạt chuẩn kiểu mẫu. Xã Đan Trường được đánh giá đủ điều kiện bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn ở các thôn xóm, đồng thời chia sẻ cách làm hay và bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022. Dịp này, xã Đan Trường khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021. Khen thưởng 9 cá nhân và 9 gia đình tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông.